Với gối đỡ UCF210 thì nó sẽ có kiểu dáng hình vuông, và trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về một cái dòng gối đỡ có kiểu dáng là hình tròn, thì đó là mã UCFC210. Mời các bạn cùng xem video. Thì với cái dạng gối đỡ UCFC của chúng ta là một cái dạng gối đỡ mà nó khá là quen thuộc với các bạn khi sử dụng. Nó có một cái kiểu dáng hình tròn như thế này. Cái hình tròn này chính là cái phần vỏ gối. Các bạn có thể thấy với cái vỏ gối này thì chất liệu của nó là làm bằng gang, và nó bọc ở bên trong một cái vòng bi như thế này đó, các bạn thấy không? Thì với size 210 là một size lớn, còn những cái size nhỏ khác thì kích thước của cái gối đỡ nó sẽ nhỏ đi hoặc nó lớn hơn các bạn. Còn về mã và kiểu dáng của nó sẽ là cùng một kiểu dáng các bạn ha. Về cái cấu tạo cơ bản thì các bạn thấy được nó có hai phần, phần vỏ gối và phần vòng bi bên trong. Vỏ gối thì thường nó sẽ được làm bằng gang inox hay là nhựa, nhưng với cái mã ở đây thì nó sẽ làm bằng gang các bạn ha. Và khi người ta thiết kế cái vòng bi nó được bọc bởi cái vỏ gối, vậy thì trong quá trình mà hoạt động hoặc là sử dụng lâu ngày á thì vòng bi này nó cũng cần bôi trơn. Thì nhà sản xuất họ có thiết kế một cái phần lỗ ở trên cái vỏ gối giúp chúng ta bôi trơn cái vòng bi ở bên trong, và nó được thiết kế theo cái dạng là có một cái nút bơm mở như thế này lắp vào bên trong cái vỏ gối các bạn ha, và nó có một cái phần nắp nhựa để giúp chúng ta đậy lại sau khi sử dụng. Cấu tạo của nó cũng khá là đơn giản. Vậy thì với những cái sản phẩm như thế này thì chúng ta lắp đặt và ứng dụng, chúng ta cần phải biết một số cái thông số kỹ thuật cần thiết, đó chính là về kích thước của vỏ gối cũng như là đường kính của lỗ trục. Vậy thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn đó để các bạn có thể áp dụng nó vào trong cái việc lắp đặt và ứng dụng cũng như là đưa nó vào bản vẽ thiết kế ha. Thì đầu tiên với cái đường kính của lỗ trục gối đỡ UCFC210 của chúng ta thì nó sẽ có đường kính là, tiếp đến là các bạn sẽ thấy được là ở trên cái phần vỏ gối của chúng ta nó có bốn cái lỗ. Thì bốn cái lỗ này giúp chúng ta cố định gối đỡ vào bên trong ứng dụng. Vậy thì chiều dài tâm lỗ của những cái khoảng cách này nó sẽ là bao nhiêu? Đầu tiên với cái chiều dài tâm lỗ của mã UCFC là, các bạn có thể thấy là từ cái khoảng cách này lên khoảng cách này, hoặc là từ bên phải của mình qua bên trái, hoặc là xuống dưới, thì đây là những cái khoảng cách nó bằng nhau, vì cái này nó như một cái hình vuông các bạn. Các cạnh này nó sẽ bằng nhau hết. Và cái thứ ba nữa là mình sẽ đo cho các bạn xem cái độ rộng của mã UCFC210 này nó sẽ có độ rộng như thế nào. Với mã UCFC210 của chúng ta thì nó sẽ có độ rộng là, và đây là một cái sản phẩm với cái hình dạng, nhiều hình dạng khác nhau để lắp đặt vào trong ứng dụng công nghiệp, nhưng mà nó có cấu tạo cũng khá là đơn giản. Thì vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn về thông số kỹ thuật cũng như là những cái thông tin cơ bản của gối đỡ UCFC210 có chất liệu là vỏ gang. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.